Sáng nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến ông Trần Quý Thanh, cựu giám đốc công ty Tân Hiệp Phát. Ba bị cáo cùng bị truy tố về tội danh trên gồm Trần Quý Thanh, hai con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích. Thưa quý vị, sau khi công bố bản cáo trạng, ông Trần Quý Thanh là người đầu tiên bước lên bục xét hỏi và trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử. Ông Thanh thừa nhận có thực hiện một phần hành vi phạm tội theo trong bản cáo trạng đã nêu. Ông Thanh cho biết khi thực hiện việc mua bán tài sản với các ông bà Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Trung và bà Đặng Thị Kim Oanh, chứ không thực hiện việc cho vay tài sản. Tại tòa, hội đồng xét xử hỏi ông Nguyễn Hoàng Phú là người môi giới cho ông Lâm Sơn Hoàng gặp ông Trần Quý Thanh. Ông Phú khai ông Hoàng gặp ông khi có nhu cầu vay tiền và thế chấp bằng 4 lô đất. Khi trình bày với ông Thanh thì ông Thanh không có nhu cầu cho vay. Sau đó tôi đưa ông Hoàng lên gặp ông Thanh thì hai bên làm việc với nhau cụ thể như thế nào tôi không có biết được nội dung chi tiết, cũng không có tham gia. Tôi không có đọc được hợp đồng mà giữa ông Hoàng với ông Thanh ký với nhau. Tôi chỉ biết là sau khi ông Hoàng nhận được tiền thì ông Hoàng có nói với tôi là ông Hoàng vay được tiền ông Thanh rồi và ông Hoàng trả phí môi giới cho tôi. Ông Hoàng lên đòi vay với lãi suất 3%. Thì bị cáo nói rằng là cần tiền vay thì cứ ra ngân hàng mà vay, lãi suất rất thấp, không tốn tiền môi giới, việc gì phải gặp bị cáo làm gì. Đó, ở đây bị cáo chỉ có mua bán, khi nào cần mua lại thì bị cáo bán lại, chứ bị cáo không cho vay khi mà lãi suất cao như thế. Tại tòa, ông Lâm Sơn Hoàng xác định quan hệ với ông Thanh là quan hệ cho vay, trong đó ông là người vay. Ông vay của ông Thanh 115 tỷ đồng và đã trả 43,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Trần Quý Thanh vẫn khẳng định là ông không cho vay và ông đã chuyển khoản cho ông Hoàng 115 tỷ để mua 4 mảnh đất của ông Hoàng. Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Mizuiku Toàn cầu 2024. Sự kiện do Đại sứ quán Nhật Bản bảo trợ nhằm kỷ niệm 20 năm chương trình Mizuiku được triển khai trên toàn cầu và 10 năm Mizuiku em yêu nước sạch có mặt tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Hội nghị Thượng đỉnh Mizuiku Toàn cầu được diễn ra tại Việt Nam và bên ngoài Nhật Bản. Sau gần một thập kỷ, Mizuiku em yêu nước sạch đã được triển khai tại 24 tỉnh thành phố trên toàn quốc, giáo dục hơn 400.000 học sinh cấp tiểu học về tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước, tăng cường tiếp cận nước sạch cho hàng triệu học sinh và thầy cô thông qua cải tạo 151 cơ sở vật chất, gồm công trình nước sạch và nhà vệ sinh trường học. Cũng tại sự kiện, ban tổ chức đã công bố trao giải thưởng cuộc thi ảnh với chủ đề nước và trẻ em và khai mạc triển lãm ảnh bảo tồn nguồn nước, nuôi dưỡng tương lai. Cuộc thi truyền tải thông điệp về tầm quan trọng của nước và nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, được phát động từ tháng 12 năm 2023, thu hút hàng trăm bài dự thi trong vòng 3 tháng. Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái chiều qua, khiến cho 7 công nhân tử vong và 3 công nhân khác bị thương. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã đến thăm viếng chia buồn với gia đình nạn nhân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn và đoàn đã thắp hương viếng người đã mất, hỏi thăm bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc trước nỗi đau mất mát với người thân trong gia đình, đồng thời động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ về mặt đời sống tinh thần đối với các gia đình của nạn nhân. Tỉnh Yên Bái hỗ trợ 18 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân tử vong để lo hậu sự và 4 triệu đồng cho mỗi người bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình nạn nhân tử vong gồm 200 triệu đồng và toàn bộ chi phí mai táng, cam kết trợ cấp cho các con của mỗi nạn nhân 5 triệu đồng một tháng cho đến khi đủ 18 tuổi. Đối với những công nhân bị thương, công ty hỗ trợ 50 triệu đồng một người. Thưa quý vị, sáng nay, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 đã khai mạc tại Hà Nội với chủ đề xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm. Diễn đàn có sự trực tiếp của gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế, gồm các diễn giả là lãnh đạo cấp cao của ASEAN và các nước ASEAN, các đại sứ, cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp, các học giả hàng đầu khu vực ASEAN, các nước đối tác và quốc tế. Trong phiên thảo luận đầu tiên với chủ đề ASEAN phát triển nhanh vì tương lai bền vững, các đại biểu đã nêu ra các phương hướng cho sự phát triển bền vững của ASEAN, nhấn mạnh vào chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Chia sẻ tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định phát triển nhanh phải là phát triển kỹ thuật số, phát triển bền vững phải là phát triển xanh, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh sẽ là những nhân tố quan trọng nhất trong thập kỷ tới. Tương lai của ASEAN là tương lai kỹ thuật số, vì vậy cần một thể chế kỹ thuật số mới, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số mới và nguồn nhân lực kỹ thuật số mới. Công nghệ số sẽ trao quyền cho con người, nhưng chỉ khi họ làm chủ được kỹ năng số.
Gần 700 triệu công dân ASEAN cần có kiến thức cơ bản về kỹ thuật số để trở thành công dân điện tử. Đây là thách thức rất lớn vì hơn 50% dân số ASEAN đang sống ở khu vực nông thôn. Việt Nam có nhiều sáng kiến nhằm cung cấp kỹ năng số cơ bản cho người dân như làng số, nhóm số trong mỗi cộng đồng, sử dụng nền tảng số và các khóa học trực tuyến mở đại trà. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ các đồng nghiệp ASEAN liên quan đến những sáng kiến này. Bên cạnh chuyển đổi số, các quốc gia thành viên ASEAN cũng cần phải đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi xanh. Tôi nghĩ một lĩnh vực quan trọng mà ASEAN có thể hợp tác cùng nhau và Singapore và Việt Nam đang dẫn đầu là tăng trưởng xanh trong việc xây dựng lưới điện ASEAN để đoàn kết ASEAN, kết nối ASEAN, để tất cả chúng ta có thể hướng tới tương lai phát thải ròng bằng không. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng chìa khóa cho sự phát triển bền vững của ASEAN là duy trì an ninh, hòa bình khu vực, cùng với đó là tăng cường đối thoại và hợp tác giữa các nước thành viên nội khối cũng như giữa ASEAN và các đối tác khác. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024, chiều nay các đại biểu tham dự thảo luận tại phiên toàn thể thứ hai với chủ đề Bảo đảm an ninh toàn diện vì cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm. Những thông tin cụ thể liên quan tới các hoạt động tại diễn đàn sẽ liên tục được cập nhật trên các bản tin của truyền hình Quốc hội Việt Nam. Mời quý vị chú ý đón xem. Chiều nay tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Xã hội tổ chức cuộc họp với các bộ ngành liên quan để làm rõ vướng mắc bất cập trong chính sách pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đỗ Thị Lan cho biết, thời gian qua, Chính phủ và Ủy ban Xã hội cũng có những văn bản đề nghị quản lý thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhưng tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp. Hiện số người sử dụng thuốc lá điện tử ngày càng tăng, nhất là trong 3 năm trở lại đây. Số người sử dụng các loại thuốc lá này từ độ tuổi 13 đến 15 tuổi tăng từ 0,2 lên 8,35%. Trong khi đó, các nhà khoa học đã khẳng định rằng thuốc lá điện tử rất có hại cho sức khỏe và khả năng gây nguy hại cho sức khỏe cộng đồng, giống như thuốc lá thông thường. Do vậy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ khoảng trống pháp lý với việc phòng chống tác hại của thuốc lá, chức năng nhiệm vụ của Bộ Công Thương liên quan đến phòng chống hàng nhập lậu, quản lý thị trường với những thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo góp ý cho dự án luật tư pháp người chưa thành niên. Đây là dự án luật mới cần thiết vì từ trước tới nay các quy định liên quan tới người chưa thành niên chỉ rải rác ở một số luật và văn bản dưới luật, chưa có quy định tập trung cụ thể. Dự thảo luật gồm 166 điều, trong đó đại biểu đặc biệt quan tâm và cho ý kiến liên quan tới các điều khoản về xử lý chuyển hướng. Theo đại biểu, nhận thức pháp luật của người dưới 18 tuổi chưa cao. Do vậy, khi những đối tượng này thực hiện hành vi trái pháp luật, nếu chưa đến mức áp dụng hình phạt tù, thì áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng. Đây là biện pháp mới, tích cực, đầy tính nhân văn, tạo cơ hội cho các em chưa thành niên phạm tội, nhận thức được hành vi sai trái của mình và có cơ hội sửa sai. Quy định này cũng giúp rút ngắn thời gian, thủ tục khi xử lý tội phạm chưa đủ tuổi thành niên. Theo quy định miễn trách nhiệm hình sự, thì trước đây, khi áp dụng thì cơ quan điều tra áp dụng là có thể miễn ngay khi đủ điều kiện, nhưng mà sau này là yêu cầu là phải khởi tố bị can, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, viện sát phải kết luận, sau đó tòa người ta ra quyết định áp dụng thì chúng tôi mới áp dụng được miễn trách nhiệm hình sự theo các cái trường hợp quy định. Thì nó lại kéo dài, mà trong các trường hợp mà trẻ vị thành niên, người chưa đủ 18 tuổi như thế này thì áp dụng sẽ gây thiệt thòi cho họ. Tuy vậy, cũng có đại biểu cho rằng đối tượng tội phạm dưới 18 tuổi đang ngày có xu hướng gia tăng. Nếu áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng như phạt tiền, giới hạn thời gian sẽ không có tính răn đe. Mấy cái người này thật ra cũng chẳng có tiền đâu mà phạt. Mà xử lý hành chính á, thì cái mang cái tính chất mà răn đe á, thì nó gần như là cái tác dụng mà phòng ngừa thì nó rất là kém. Mà xử lý hình sự, mà cho kể cả bây giờ xử lý hình sự mà cho hưởng án treo mà không giam giữ họ thì họ cũng chẳng sợ đó. Tức là nó không ở tù là họ chẳng sợ đâu. Ghi nhận ý kiến của các đại biểu xung quanh biện pháp chuyển hướng và các nội dung khác, ông Hà Phước Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đoàn sẽ tổng hợp, nghiên cứu các góp ý đề xuất trước khi trình lên Quốc hội trong kỳ họp tới.